bụng quá thôi chứ. Bữa nay tụi nó có đời gặp chị Thu à. Chưa gì là sống tình. Tội quá trời. Nhỏ cứ mẹ Thương gặp mẹ Thương. Trời ơi, làm cho tôi cũng khóc. Ủa tôi hồn đã, tôi không thấy chạy. Sao một ngày mình chưa xa lâu. Để có ngày sao tưởng như là, tưởng nó rồi tháng ấy nhờ. Trời ơi, không ngờ bao phèn có khóc á trời. Bình thường đánh đá như gì tự nhiên đang khóc. Mình hỏi xong thôi, nó ủa thí sinh chị sao rồi, xong rồi. Đây nhưng mà giờ cho chị lên không được. Chị nói chơi thôi đó. Vậy hả? Anh dâu đó em suy nghĩ coi thôi ngày mai đi đấy. Ôi ngày mai chị sống đẹp, hôm nay chị thẳng đẹp. Trời ơi, vô mình hù người ta mà mình cũng khóc rồi. Chị không kiểu kiểu cho nó khóc kia. Trời ơi, ở đây là căng em này không chịu rồi. Lúc tại ăn hiếp em. Lúc tại ăn hiếp hai đứa em chị ơi. Anh sợ ngủ rớt xuống dưới chị. Ô. Em rớt xuống dưới sao? Số nhiều nữa. Góc gì phải làm gì? Kì trời. Tự nhiên cái bánh bèo vậy. Ngày hôm qua bà hút kem á. Qua cuối mặt chị. Cũng không phải buông ra nha. Cào cào kem. Cuối mặt chị. Rồi xong bỏ qua không phải hộp cục nha, bà mình hát. À chị, team mình còn được khen là phòng ốc gọn gàng sạch sẽ nhất. Vô quay khen quá trời. 30 ngày sau vẫn gọn gàng nha các em. Bắt buộc là phải biết bơi đi. Chị nghĩ thế nào cũng có người nhúng nước. Chị đoán thế nào? Quên tiêu. Có nghĩa là bắt tiếng bằng này giúp em. Không, thì có mình đoán mà ở trên không có thể là đu dây, có thể là leo núi, có thể là đu tường, có thể nói chung là trên mặt đất sẽ có rất nhiều nhưng mà cũng phải có cái gì đó nhúng nước đúng không? Mở mấy cái chương trình chạy rồi đó bạn đó. Thể lực, phải chuyên về thể lực nha. Cardio mình chuyên về mấy cái nào mà thể lực á. Để có cái độ bền. Mình phải đủ sức mình mới đi theo được. Còn mà mình muốn đu một cái tay mình yếu quá là người mình rớt xuống là không thể nào tạo dáng được. Chị ơi em bắt đầu em dành. Nước là vui. Học viện xây dựng hình ảnh cá nhân Image Scout hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023. BU Academy, học viện đào tạo người mẫu chuyên nghiệp, hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h30 Chủ nhật hàng tuần ngày 11 tháng 6 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Maxi Media GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial. Slack,